Bây giờ là thời đại 100 tuổi. Việc chăm sóc sức khỏe và tăng cường miễn dịch là điều cần thiết. Ở sâu trong rừng, nơi không có dấu chân con người, nhân sâm rừng, thần dược sinh trưởng nhờ hấp thụ tinh khí của thiên nhiên. Nhân sâm rừng 100 tuổi Hàn Quốc ở một đẳng cấp khác. Đáp ứng các thành phần tốt cho sức khỏe với rễ nhân sâm rừng trân trọng nuôi cấy gốc 110. Nhân sâm rừng 100 năm tuổi được thiên nhiên của Hàn Quốc ưu đãi. Được trồng bằng công nghệ sinh học độc quyền. Cấu trúc di truyền tuyệt vời và các thành phần dược liệu độc đáo của nhân sâm rừng trân trọng đã được tái hiện. Nguyên liệu củ nhân sâm rừng quý giá đã ra đời. Nó được quản lý chặt chẽ và sản xuất trong một cơ sở vô trùng, không có thuốc trừ sâu đã được chứng nhận. Các sản phẩm được sản xuất tại các cơ sở sản xuất tốt nhất được trang bị cả GMP và HACCP. Trong đó, GMP là hệ thống tiêu chuẩn quản lý sản xuất thực phẩm tiên tiến, đảm bảo an toàn và hiệu quả của sản phẩm, và HACCP là hệ thống quản lý vệ sinh để đảm bảo an toàn thực phẩm. Nhân sâm rừng cao cấp trân trọng, trường tồn với thời gian. Tác dụng chống ung thư, cải thiện bệnh cao huyết áp, hồi phục chức năng gan, cải thiện trí nhớ, phòng chống sa sút trí tuệ, vân vân, hiệu quả tuyệt vời. Một món quà từ mẹ thiên nhiên, nhân sâm rừng trân trọng nuôi cấy gốc 110. Hãy tặng món quà sức khỏe cho những người thân yêu của bạn.